lý ra. Anh trai, dừng lại đi Shiva. Shiva, làm ơn hãy dừng lại đi. Anh trai, anh đang làm gì vậy? Anh ta đã vượt qua giới hạn của mình rồi. Anh hiểu lầm anh ấy rồi, anh trai, lắng nghe em đi. Đứng dậy. Tôi đang giúp mẹ của anh, trong khi đó anh lại có ý xấu với em gái của tôi được sao? Đứng dậy. Làm ơn hãy dừng anh ấy lại đi chị ơi. Làm ơn, nếu không anh ấy sẽ giết Kira mất. Tôi sẽ không tha thứ cho anh ngày hôm nay đâu. Dừng lại đi. Đủ rồi đó. Em đang ngăn cản tôi sao? Còn em lại tin tưởng vào cô ấy hơn tin anh sao? Thật sao? Cô ấy ghét anh. Cô ấy không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào hạ thấp anh. Em có nghĩ rằng cô ấy sẽ nghĩ tốt về em? Em nghĩ rằng cô ấy quan tâm em hơn anh sao? Đương nhiên tôi quan tâm em ấy hơn anh. Và nếu như anh động tay với Kira thêm một lần nữa thì sao cô dám mang số nồi đến đây chứ? Ai cho phép cô? Cô có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi? Cô có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của Sono? Anh có biết sự thật là gì không? Tôi không hề mang Sono đến đây. Mà Sono đã đưa tôi đến đây đó. Và Kiran thậm chí còn không biết rằng chúng tôi sẽ đến đây. Anh có hiểu điều đó không? Không. Làm thế nào anh có thể hiểu được? Anh biết tất cả mọi thứ, nhưng anh không biết những gì đã xảy ra trong ngôi nhà của anh. Sao anh có thể biết được? Anh đã quá bận rộn mà. Anh luôn bận rộn với công việc của đảng. Anh hầu như không có ở nhà. Anh không bao giờ trả lời các cuộc gọi. Ngay cả khi anh trả lời, anh cũng sẽ không bao giờ nghe hết hoàn toàn câu chuyện. Đương nhiên cô ấy đã tin tưởng tôi hơn là anh trai của cô ấy. Anh luôn biết mọi chuyện xảy ra ở Rudajat này, nhưng không phải là chuyện của gia đình anh. Anh không bao giờ quan tâm đến nó. Và anh biết gì không? Người được anh gọi là mẹ và đứa con trai kê tẩm của bà ta đã đến nhà chúng ta hôm nay. Và mẹ của anh, mẹ chồng của tôi, bà ta đã chấp nhận lời cầu hôn của Hakabai để Sono kết hôn với Saka đó. Còn anh ở đâu? Anh đã ở đây để đánh nhau hay sao? Nói cho tôi biết đi Shevalaka, anh có chấp nhận gì Sono phải kết hôn với Saka hay không? Làm ơn hãy đứng lên. Người được anh gọi là mẹ và con trai đánh kinh tẩm của bà ta đã đến nhà chúng ta hôm nay để cầu hôn Sono. Shiva còn giống như con trai của ta vậy. Và Saka cũng là em trai của con. Con trai của Akabai, Saka, đã cư xử không đúng mực với Sono khi cô ấy đi vệ sinh. Xong rồi. À, tao quên mất còn dừa nữa. Bao nhiêu trái? 500 trái. 500. Không không, 600 đi. Được rồi. Đám cưới này nên phải là một sự kiện lớn. Và những phong bì lớn nữa, phải không? Những cái đó, một ít đồ ngọt nữa. Đúng rồi, những bộ quần áo. Ôi em rể, đây giống như là một giấc mơ vậy. Vậy ta không bao giờ muốn tỉnh lại. Ta sẽ trở thành chủ nhân của cung điện đó. Và khi ai đó đến tìm ta thì... Tính toàn... Tưởng tượng đi em rể, ta sẽ là thông gia của Akabai. Bây giờ chỉ cần tưởng tượng về điều đó thôi. Nhưng chúng ta cần phải hoàn thành việc này trước khi Shiva, gọi là cha của nó, trở về đây. Tất nhiên không phải là vì chúng ta không yêu Shiva. Đúng đúng, chúng ta sẽ tạo ra bất ngờ cho anh trai. Dưới nó, em đã tìm trái chiều rồi. Chị dâu, hãy nghe em nói đi, hãy nói chuyện này với anh rể trước, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Em phát điên sao? Chúng ta sẽ không thể nói chuyện với anh ta. Chúng ta sẽ tạo ra bất ngờ cho anh ấy. Chúng ta sẽ gọi cho anh ấy vào ngày đám cưới của Sono. Nhưng tại sao vậy? Tại sao chị lại có thể giấu anh ấy một chuyện quan trọng như vậy chứ? Này, em biết tính cách của anh ấy rồi đó. Anh ấy sẽ phá hủy mọi thứ. Anh ấy sẽ ngăn chặn chúng ta.
Nói cho ta biết đi, ta có làm sai điều gì không? Người mẹ nào cũng muốn con gái của mình trở thành một nữ hoàng. Có gì sai khi ta chọn một gia đình giàu có và hạnh phúc cho con gái của ta chứ? Có gì sai khi ta đã làm điều đó? Nhưng chị cũng biết rõ Sono không đồng ý cuộc hôn nhân này. Làm ơn hãy hiểu đi, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nó không biết điều gì là tốt, là xấu cho nó đâu. Và chúng ta đương nhiên phải chọn cho nó điều tốt rồi. Và em cũng biết rồi đó, con nhỏ CD đó làm ảnh hưởng xấu đến nó. Và chị sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng yên tâm đi, mọi việc sẽ kết thúc ngay thôi. Này CD, cô đưa con bé đi đâu đó? Trả lời tôi nghe đi. Nghe đây Sono, hãy giữ khoảng cách với cô ta, đừng bị nhiễm tính xấu của cô ta. Cô ta không hề biết làm gì ngoài việc gây rắc rối cho chúng ta thôi. Còn về phản ứng của Shiva, cô nên biết rõ Shiva là con trai của tôi và tôi sẽ thuyết phục được nó. Cô ti lặng. Ôi chúa ơi, thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. Chúng ta sắp gần với lễ rủ rốt xa rồi. Nghe tôi đi, nà bác sẽ trở thành đối thủ khó nhằn trong cuộc thi lặn lần này. Akabai, tôi nghe nói rằng anh ấy đã tìm được người thi lặn rất giỏi và anh ta sẽ lấy được trái dừa vàng. Này linh mục, tôi là Akabai Sanai, tôi không chơi trò chơi đất sét đâu. Bất kể Nabat làm gì, anh ta cũng sẽ không thể gây khó khăn cho chúng ta được đâu. Bởi vì chúng ta đã có Shiva, đó là vũ khí mà Nabat sẽ không bao giờ đánh bại được. Shiva, Nabat sẽ không tìm thấy một loại vũ khí giống như Shiva đâu. Anh ta sẽ không thể đánh bại chúng ta. Yên tâm đi, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Đây rồi, anh ấy là Shiva. Chỉ cần anh ấy ở đây, Nabat sẽ không thể làm được gì. Wow, đây được gọi là một màn mở đầu mạnh mẽ đó. Nào hãy nói cho ta biết, con muốn gì? Con cần nói chuyện với mẹ về một điều rất quan trọng. Nói đi. Con muốn nói riêng. Này mục sư, đây là chuyện gia đình của chúng tôi. Nói đi, nói đi. Shaka, đủ rồi đó. Hai đứa sẽ sớm trở thành người thân thôi. Và cách cư xử này không phù hợp với anh vợ của mình đâu. Hãy tôn trọng Shiva. Shaka, tại sao lúc này con lại không mang một ít kẹo cho Shiva đi? Shaka, ta muốn con đích thân làm điều đó. Hãy đi lấy kẹo đến cho anh vợ mình đi. Được rồi, nói cho ta biết. Vậy thì con sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn thưa mẹ. Con không chấp nhận hôn sự lần này. Cho ta lý do đi. Mẹ biết lý do là gì mà Akabai. Transaka đã làm gì với em gái của con ở chợ? Điều đó là không đúng, và đó chỉ là hiểu lầm thôi. Và con cũng biết rằng ta đã cảnh báo nó rồi mà. Thậm chí ta đã trừng phạt nó trước mặt của con, và ta đã không nói chuyện với Saka trong vòng một tháng. Chỉ vì em gái của con, ta đã trừng phạt nó. Mẹ không thể gọi những thứ anh ta đã làm là hiểu lầm được. Và trừng phạt của mẹ không hề làm anh ta thay đổi bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì Saka đã làm và cư xử không đúng với Sono trong khách sạn, điều đó cũng là sai. Và con không thể chấp nhận điều đó. Không Shiva, Shaka đã đến nhà con và trước mặt mọi người, nó đã giải thích về sự hiểu lầm đó rồi. Và Sono đã hiểu lầm nó, chứ không phải là sai lầm của nó. Sono đã sai chứ không phải Shaka. Cô ấy đã nói dối chứ không phải là Shaka. Con biết rõ điều đó mà phải không? Vậy tại sao Shaka của ta phải nói dối ta chứ? Nói cho ta nghe. Nói đi Akabai, chúng ta hãy giả sử rằng những gì anh ấy đang nói là đúng đi. Nhưng đám cưới này không phải là ý muốn của Sono, và Sono không hài lòng về nó. Sono không muốn kết hôn với Shaka. Thôi nào Shiva, Sono chỉ là một đứa trẻ.
Vậy cô ấy không thấy những gì chúng ta đang làm là vì lợi ích của cô ấy. Con biết vị thế của con trong tim ta mà phải không? Sô nội sẽ sống ở nhà chúng ta và cô ấy sẽ được đối xử như con gái của ta. Với tất cả tình yêu và sự tôn trọng của Saka, và biết đâu chừng Shono sẽ giúp cho Saka trở lại con đường đúng đắn của nó. Nó sẽ nhận ra trách nhiệm của mình. Sau hôn nhân người ta sẽ luôn thay đổi mà phải không? Vậy thì tại sao con lại phản đối chứ? Con xin lỗi phải nói điều này, nhưng tại sao mày lại cần em gái của con để làm điều này chứ? Tại sao không? Tại sao không Shiva? Nói cho ta biết đi, tại sao không? Ta đã coi con như là con trai của ta, phải không? Và ta đã tin tưởng con hơn bất kỳ ai. Ta đã coi con còn quan trọng hơn con trai của ta. Và con coi ta là mẹ con. Vậy thì tại sao Shiva? Tại sao con không để Sono đến đây giống như con trở thành con gái của ta chứ? Và ta sẽ thương yêu nó cũng giống như con, phải không nào Shiva? Shiva, một khi Sono đến ngôi nhà này, ta sẽ đảm bảo rằng ta sẽ chịu trách nhiệm về nó. Và ta sẽ không để cho nó phải chịu đau khổ hay bất kỳ tổn thương nào, được chứ? Mẹ đã tha thứ cho Saka vì mẹ là mẹ của anh ấy. Nhưng hành vi sai trái của Saka không thể bỏ qua được. Con đã nghe đến Vamiki chưa? Con đã đọc câu chuyện về ông ta chưa? Ông ta đã giết Ramayan. Ông ta là một tên côn đồ đầu tiên. Naramuni đã cho anh ta một cơ hội thứ hai. Shiva, và ta cũng đã làm điều tương tự với con mà phải không? Ta đã đưa con ra khỏi sông sắt và gia đình của con đã sống trong cuộc sống khá giả là nhờ có ta mà phải không? Ta đã cho con cơ hội thứ hai. Đó cũng là lý do tại sao con đã làm bất cứ điều gì mà mẹ đã nói. Nhưng bây giờ chuyện này liên quan đến em gái của con. Đây là Moticho Lado. Nào, hãy ăn nó đi. Akabai, con vẫn chưa nói xong mà. Hãy quên tất cả những điều này đi. Con đã ăn đồ ngọt của ta rồi phải không? Được rồi, hãy tập trung vào công việc lặng của con thôi. Cuộc bầu cử sắp bắt đầu rồi. Và chúng ta đang có một cuộc thi lặng. Chúng ta sẽ phải giành được chiến thắng lần này. Và đây là khởi đầu cho cuộc bầu cử. Ta phải đi rồi. Chị Si đi, chị đang ở đâu? Chờ qua, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Em đến đây để được cái này. Nó là gì? Mẹ của Kiran bị ốm nặng và đang nằm viện. Nên em đã nghĩ rằng mang cái này đến cho giáo viên. Chờ qua, nhưng chuyện này sẽ ra khi nào? Chúng em đã đến nhà họ và Shiva đã cứu cô ấy. Khi Kiran không gọi được xe cấp cứu, Shiva đã chạy đi và đưa một xe cấp cứu đến đó. Và sau đó chúng em đã đưa mẹ của Kiran đến bệnh viện. Và bà ấy đã được nhập viện. Và bây giờ bà ấy đã tốt hơn. Nên em đã đến đây để thông báo cho anh Shiva biết. Chị không hiểu Shiva có thể là một người tốt vậy sao? Điều này có nghĩa là anh ấy đã giúp đỡ cho mẹ Kiran để bà ấy nhập viện. Nhưng sau đó anh ta lại quay trở về và muốn giết chết Kiran sao? Bây giờ Shiva đang ở đâu chứ? Chị muốn nói chuyện với anh ấy. Anh ấy đang ở với Akabai. Akabai đã đích thân mời anh ấy đồ ngọt và báo tin vui này cho anh ấy. Và mọi chuyện đã kết thúc. Đi. Cái này là quà của cô. Ôi chúa ơi, đó là một tin tốt lành. Akabai đã gửi đồ ngọt cho chúng ta. Đây đây, để tôi nhận. Tạm biệt, tạm biệt. Shiva đã đồng ý với cuộc hôn nhân này sao? Không, điều này là không thể. Shono, nghe đi. Đừng vượt quá giới hạn của mình. Đừng thách thức tôi, cô hiểu chứ? Thank you.
Chị ơi, em phải làm gì đây chị ơi? Sono, Sono, anh biết em khó chịu với anh. Em thực sự rất sợ hãi anh ta. Cho đến hôm nay, em chưa bao giờ chịu thua trước nỗi sợ hãi của mình. Vì em biết rằng em có anh trai ở bên. Anh sẽ giúp em thoát khỏi những vấn đề và chăm sóc cho em. Anh sẽ không để điều gì tồi tệ xảy ra cho em. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên em cảm thấy điều đó không đúng. Và đó là điều mà khiến em tuyệt vọng nhất, em sợ hãi nhất. Em đã sai rồi phải không? Em đã sai khi tin tưởng vào anh trai của mình quá nhiều. Mọi người đã ra chợ mua sắm rồi sao? Hãy cẩn thận, em có thể sẽ bị tổn thương. Đúng. Nhưng anh ở đây để cứu tôi sao? Không phải lúc nào anh cũng có thể tình cờ giúp đỡ em. Sự trùng hợp ngẫu nhiên là không thể xảy ra. Anh sẽ luôn ở đây để giúp đỡ tôi sao? Nếu tôi phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào, anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi để cùng tôi vượt qua chứ? Tôi có thể tin tưởng vào anh không, Shiva? Shiva, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh câu hỏi này. Nhưng dường như bây giờ tôi đã có câu trả lời rồi. Khi tôi được thông báo rằng anh chấp nhận hôn sự này, thông qua việc chấp nhận đồ ngọt của Akabai, phải không? Vậy mà tôi vẫn luôn nói với Sono, hãy tin tưởng vào anh trai của cô ấy, bởi vì anh sẽ tìm ra được giải pháp rằng anh có thể ngăn cản cuộc hôn nhân này. Anh có thể nói chuyện với Akabai và thuyết phục được bà ấy. Nhưng anh đã làm gì chứ? Anh đã khiến cho cuộc sống của em gái của anh đang bị hủy hoại. Anh sẽ đảm bảo rằng anh sẽ đáp ứng mọi kỳ vọng của em. Anh chắc chắn sẽ tìm ra một giải pháp nào đó. Nhưng anh không thể nói bất cứ điều gì ngay bây giờ được. Anh đã không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đã phạm sai lầm khi tin tưởng vào anh rồi sao? Nếu không phải vì tôi, ít nhất hãy vì em gái của anh một lần thôi.